Tin Vatican, Sứ điệp mùa chay năm 2019 Sáng ngày 26 tháng 2, Phòng báo chí Tòa Thánh đã có cuộc họp báo về công bố sứ điệp mùa chay năm 2019 của Đức Thánh Cha Phanxicô Chủ đề của sứ điệp năm nay lấy từ thư của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Roma, muôn loài thụ tạo những mong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái người. Phát biểu trong buổi họp báo, Đức Hồng Y Tất Sơn nói, con người không phải là trung tâm tự quy chiếu của thụ tạo với đặc tính của mình là hình ảnh của thiên chúa và trong thần khí của thiên chúa con người là một phần tương liên và tương thuộc trong thế giới được tạo dựng đây là ý nghĩa của sứ điệp mùa chay năm nay công trình cứu độ và giải phóng nhân loại khỏi sự giữ và tội lỗi diễn tả công trình cứu độ của tất cả tạo vật khỏi sự giữ do tội lỗi con người gây ra nội dung sứ điệp mùa chay năm nay gồm ba điểm Trước tiên là mầu nhiệm cứu độ đã hoạt động trong đời sống dương thế của chúng ta và mầu nhiệm này cũng chính là sự năng động chi phối lịch sử và toàn thể tạo thành. Như là những người con của Chúa, chúng ta cộng tác với mọi thụ tạo trong công trình cứu độ vì muôn loài ngóng trông ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái người. Điểm thứ hai là sức mạnh phá hủy của tội. Tội là do chúng ta cắt đứt tương quan với Thiên Chúa, với người khác và với mọi thụ tạo tội làm cho người ta xem chính mình là chúa của muôn loài là chủ của vạn vật do đó dẫn đến việc khai thác kiệt quệ mọi thụ tạo bao gồm cả con người lẫn môi trường điểm thứ ba là sức mạnh chữa làn của sự thống hối và tha thứ con đường đi đến phục sinh đòi chúng ta phải đổi mới khuôn mặt và trái tim ngang qua sự ăn năn hoán cải và ơn tha thứ và điều này được diễn tả cụ thể qua ba thực hành truyền thống trong mùa chay ăn chay cầu nguyện và bố thí